hệ sinh thái toàn cầu đang đứng trước những mối đe dọa ngày càng gia tăng do hoạt động của con người và khủng hoảng khí hậu. Trong thông báo mới nhất, Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên WWF đã kêu gọi thế giới thiết lập một cơ chế khung mới và mang tính chuyển đổi để đẩy mạnh công tác bảo tồn hệ sinh thái. Trong buổi họp báo bên lề hội nghị lần thứ tư của nhóm chuyên gia xây dựng cơ chế đa dạng sinh học toàn cầu đang diễn ra tại Kenya, Tổng giám đốc WWF ông Marco Lambertini nhấn mạnh, thế giới cần khẩn trương, nhất trí thúc đẩy một hiệp định nhằm làm mới các nỗ lực bảo vệ các loài sinh vật và tăng tốc phát triển thiên nhiên theo hướng tích cực. Ông Lambertini cho rằng, thế giới cần một cơ chế mới để đảo ngược tình trạng suy giảm môi sinh và tiến tới đặt mục tiêu trung hòa khí thải carbon toàn cầu. Cũng theo quan chức này, các bên cần vượt qua những cản trở do lợi ích riêng để cùng hoàn thiện một hiệp định nhằm đảo ngược tình trạng suy thoái giống loài đang diễn ra với tốc độ chưa từng có tiền lệ. Theo ông Lambertini, mất đa dạng sinh học không chỉ gây ra những khủng hoảng sinh thái mà còn làm trầm trọng thêm tình trạng nghèo đói, mất an ninh lương thực, khan hiếm nước và suy giảm sức khỏe cộng đồng dân cư ở các vùng nông thôn.